Em nói mấy anh chị ha, son này em đợi 6 tháng trời nó mới về, cho nên cỡ nào cỡ em cũng phải chạy đi, dù mưa gió gì nghe đó, về là em phải dầm mua em đi vô để em đón chuyến hàng đầu tiên nè mấy anh chị ơi. Em ra cái gì là em phải khác người ta, ví dụ như sản phẩm của em phải đảm bảo yếu tố là rẻ nè, chất lượng mà cũng phải là có tặng quà kèm. Ba cây son nhà em có 269.000, tính ra một cây chưa tới 90.000, chưa đâu, còn tặng kèm cho mấy anh chị một cái tuýp tẩy tế bào chết môi nữa, quá trời đã luôn đúng không? Em quan tâm tới việc là sau khi mấy anh chị xài son em, mấy chị sẽ không bị khô môi, bong tróc môi, mà đặc biệt cái chất son của nhà em đó là chất son kem lì nhưng không nặng môi, không gây khô môi và bong tróc môi nha mấy anh chị nha. Nó hạn chế tình trạng đó tối đa cho mấy anh chị luôn. Và có ba màu đó là màu đỏ rượu nè, màu hồng nút và màu cam đất. Ba màu đi chơi, đi tiệc, đi học phù hợp hết luôn nha mấy anh chị. Em lựa lâu dữ lắm luôn á. Thoa lên môi cái môi nó mướt nha, mà không hề khô môi luôn. Nhìn nó bóng, nó mướt, nó căng, nó mịn. Mà ba cây này xài cực kỳ lâu.